xin chào anh chị nhà đầu tư ha chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em kênh youtube chứng khoán nommer seppenen thì như thường lệ cuối ngày em cũng ngồi lại với anh chị mình để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì uh, phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường đóng cửa xanh nhẹ ở mức 0,92 điểm tương đương với 0,09% đây là một cái mức độ mà thị trường cho thấy cái yếu tố nó chặn lại một cái đà giảm của thị trường sau khi một phiên ngày thứ sáu tuần vừa qua nó có những cái giai đoạn nó đánh thùng khỏi vùng 1060 thì em đánh giá thì cái vùng này nó vốn chung bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự đối với thị trường của chúng ta trong những cái đợt hồi phục tiếp theo thì uh, ngày hôm nay thì thị trường có một cái có một số cái yếu tố tích cực chính là đầu tiên chính là cái việc áp lực bán nó giảm dần đúng ạ thì áp lực bán giảm dần bắt đầu nó có được những cái đà hồi phục đối với cổ phiếu và anh chị mình cũng sẽ thấy được cái vấn đề mà mình đi đánh giá thì em cũng có cập nhật với anh chị mình về những cái video vừa qua có nghĩa là thị trường của chúng ta mình xác định đây là một cái giai đoạn gọi là thị trường đang tri đi trong một cái nhịp độ tích lũy và nó chưa có một cái giai đoạn uptrend trên cũng như là giai đoạn đau trên thì nó đã qua đúng không ạ và giai đoạn này là một cái giai đoạn mà nó đang gượng dậy từ từ sau những cái cú đau trên trong năm 2022 thì anh chị mình sẽ thấy những cái giai đoạn gượng dậy thì những cái biên tăng này giống như là nhịp độ trước này thị trường của chúng ta có những cái những cái mã cổ phiếu nó tăng rất là mạnh. Thì chị mình sẽ thấy đây là một cái giai đoạn phân hóa nhưng mà nó đâu nó không gọi là cái yếu tố chỉ số của thị trường nó lại tăng rất là nhẹ nhàng. Có nghĩa là nó không tạo ra một cái yếu tố hưng phấn lớn hay là nó tạo ra một cái nhịp độ đồng thuận lớn để mà nó bước vào một cái giai đoạn up ngay đúng không à? ạ mà nó sao vậy mà nó cứ tăng nó một cách nó từ từ có những cái mã cổ phiếu nếu mà đồng thuận theo thị trường á nó chỉ tăng khoảng năm bảy mươi phần trăm đúng không à? ạ còn có những cái mã cổ phiếu nó khỏe hơn nó tốt hơn nó có một cái mang tính chất đầu cơ hơn một chút thì nó có những cái biên độ tăng khoảng ba mươi bốn mươi phần trăm thậm chí năm mươi phần trăm đúng không à? ạ nhưng mà hầu hết là đối với cái biên độ của thị trường thì chị mình sẽ thấy là cái biên độ của cổ phiếu á biên độ thị trường của chúng ta nó đi trong một cái vùng nền biên nhất định đúng không à? ạ hay là cái trái, trái, trái lại như thế thì những cái nhịp giảm cũng như thế có nghĩa là trong một cái biên độ tăng nó cũng sẽ có những cái phiên điều chỉnh giảm chứ nó không có những cái trạng thái nó tăng gọi là tăng mạnh tăng nóng tăng nóng giống như là giai đoạn uptrend được và kể cả trong một cái giai đoạn điều chỉnh trong cái giai đoạn vừa qua cũng thế có nghĩa là trong một cái nhịp độ giảm nó cũng sẽ có những cái phiên hồi thì hôm nay chính là một cái phiên hồi mà nó yếu tố tích cực chính là cái việc mà đầu tiên là cái khối lượng cái áp lực bán nó giảm dần sau những cái ở những cái thời điểm mà nó đang gọi là nó khi mà nó trở lại quanh cái ngưỡng vùng 1050 yếu tố đầu tiên cái yếu tố thứ hai chính là khối ngoại người ta quay trở lại người ta mua rồng thì hôm nay khối ngoại người ta mua rồng đâu đó là khoảng 200 tỷ đúng không à, ạ trong những cái giai đoạn vừa qua khối ngoại liên tục người ta bán rồng đây là cái video bán mua bán rồng của khối ngoại thì chị mình sẽ thấy trong xuyên suốt nếu mà trừ bỏ cái phiên này qua tính từ cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi đi chẳng hạn thì anh chị mình sẽ thấy là liên tục 10 phiên là khối ngoại người ta bán chín phiên người ta chỉ có mua rồng một phiên duy nhất là cái phiên ngày năm tháng 4 đúng ạ. À. Thì sao vậy, Thì cái phiên ngày hôm nay bắt đầu sau những cái chuỗi ngày bán rồng rất là mạnh trong cái khoảng thời gian vừa qua. Thì hôm nay khối ngoại người ta quay trở lại người ta mua rồng. Thì vô hình chung những cái áp lực thứ nhất là cái áp lực gọi là cái điểm yếu nó chuyển thành cái điểm mạnh. Có nghĩa là những cái áp lực trong cái khoảng thời gian vừa qua nó lại là vô hình chung nó là nó tạo ra được những cái điểm đỡ trong cái khoảng thời gian này. Đúng không à? ạ? Trong cái phiên ngày hôm nay thì đánh giá cái phiên ngày hôm nay nó chưa nói lên được một cái vấn đề nào đối với thị trường nhưng mà nó nói lên một cái vấn đề là cái biên độ trận bắt đầu nó gọi là cái biên độ giảm bắt đầu nó chậm lại và nó có những cái dấu hiệu dòng tiền khối ngoại người ta quay trở lại đối với thị trường của chúng ta thì em vẫn kỳ vọng cho một cái nhịp độ sắp tới đối với thị trường thì nó sẽ test quanh lại cái ngưỡng vùng 1060 thì quanh ngưỡng này nó sẽ là vô trong cái ngưỡng này bây giờ nó sẽ là những cái vùng kháng cự nên là nếu mà em đánh giá nếu mà cái trường hợp thị trường của chúng ta mà nó quay trở lại vùng giá 1060 em đánh giá những cái mạng cổ phiếu nào mà nó vừa xuất hiện những cái áp lực bán trong giai đoạn vừa qua thì anh chị mình nên canh anh chị mình hạ để mà mình gọi là mình thuộc dạng mình ra sót cái danh mục để mà mình cơ cấu chuyển qua những cái mà cổ phiếu mới. Có nghĩa là những cái giai đoạn này chị mình sẽ thấy là hầu như là nó có một cái tính phân hóa, nó không phải là cái nhóm ngành nào nó cũng đều giảm ngay mà nó có những cái nhóm ngành gọi là nhóm ngành nó giảm trước bắt đầu nó chậm giống như là nhóm ngành thép này hay là nhóm ngành à, đầu tư công này anh chị mình sẽ thấy nó giảm trước thì bắt đầu hôm nay nó chậm đúng không à? ạ những cái phiên chậm những cái giai đoạn vừa qua này hay là những con giống như là nam kim hòa phát đúng không ạ có nghĩa là bắt đầu nó chậm lại với một cái volume nó thấp dần đấy là một cái trạng thái của nó là nó điều chỉnh trước bắt đầu nó chậm đúng không à? ạ còn những cái mã cổ phiếu mà nó vừa tạo biên rơi giống như là nhóm ngành à, bất động sản nó vừa tạo biên rơi thì những cái con này nó sẽ mất thời gian đúng không à? ạ thì và những cái con nào mà bắt đầu nó giữ nhịp được trong giai đoạn này á thì thằng thời gian tới nó sẽ là những cái con mà nó tiếp tục nó kéo cho thị trường của chúng ta. Đó là những cái nhóm ngành chứng khoán và bằng đánh giá nhóm ngành chứng khoán là cái nhóm ngành mà nó sẽ mang tính chất là, là tín hiệu của thị trường cũng như là những cái chỉ báo đối với thị trường mà nó sẽ là những cái giai đoạn tâm điểm đối với thị trường của chúng ta trong những cái phiên sắp tới anh chị lưu ý ha. Và cái thị trường của chúng ta nó sẽ có một cái số vấn đề. Để mà chị mình cần lưu ý tới thứ nhất nếu mà cái trường hợp nó test về lại quanh cái ngưỡng vùng 1560 em đánh giá nhịp này là một cái nhịp test đầu tiên thì cái áp lực cung hàng vùng trên này nó sẽ có và vô hình chung những cái áp lực cung hàng như thế đấy quanh ngưỡng vùng 1060 vùng 1065 này Đấy có nghĩa là vùng 1060 x thì chị mình sẽ thấy cái vùng này nó sẽ là những cái vùng kháng cự và những cái nhịp nếu mà cái trường hợp nó kéo nhanh lên hồi phục đầu tiên thì nó cũng sẽ mất thời gian nếu mà nó tốt quá, thì nó sẽ mất thời gian nó cân bằng lại quanh cái ngưỡng này để mà nó luôn chuyển nó tạo ra những cái trạng thái gọi là nói cái sự chuyên hóa về mặt trạng thái đối với những cái mã cổ phiếu đúng không à, ạ thì nó sẽ mất thời gian quanh ngưỡng này nên là nếu mà trường hợp nó kéo mạnh luôn á thì em đánh giá những cái giai đoạn đầu tiên anh chị mình đã, nên hạ tỷ trọng đối với những cái mã cổ phiếu nó đang chịu nhiều gọi là nó vừa mới chịu áp lực với những cái áp lực bán lớn anh chị lưu ý về cái vấn đề này ha và những cái vùng giá chiết khấu của thị trường em đánh giá nếu mà cái trường hợp nó có một cái giai đoạn nó tụt xuống quanh cái ngưỡng vùng 1040 đi chẳng hạn thì những cái vùng này nó sẽ là những nó xuất hiện rất là nhiều những cái điểm chiết khấu đấy nên là anh chị mình tùy vào những cái diễn biến của thị trường để cho anh chị mình có thể mình đưa ra một cái hành động nó tốt nhất thì em vẫn đánh giá là khả năng thị trường nó sẽ có những nhịp hồi phục đầu tiên nè quanh ngưỡng vùng mươi này. nói quanh ngưỡng này anh chị mình đánh giá em đánh giá là anh chị mình nên hạ thị trọng, hoặc là hai thị trọng nếu mà anh chị mình đang cầm những cái ngưỡng cổ phiếu lớn, anh chị lưu ý ha. À, và nếu mà trường hợp thị trường tốt thì nó sẽ tích lũy trên vùng giá 1060 khoảng từ à, mà 3 đến 3 đến 5 phiên. Thì sau đó nó có một cái quá trình đi lên tiếp tục thì lúc đó là những cái lúc mà các cổ phiếu nó sẽ bắt đầu để dần dần nó chuyển đổi những cái trạng thái và nó luân chuyển những cái dòng tiền à, gọi là cái dòng tiền tiếp theo. Và cái thị trường của chúng ta trong cái tuần này là trong cái tuần này là cái tuần mà đáo hàng phát sinh là cái yếu tố đầu tiên, cái yếu tố thứ hai là bắt đầu từ tuần này các doanh nghiệp người ta sẽ lần lượt người ta ra những cái báo kết quả kết quả kinh doanh mà như mình thấy thông thường thì mình thấy trước cái mùa báo cáo kết quả kinh doanh á thị trường của chúng ta luôn có những cái hành động gọi là uh, gọi là hành động điều chỉnh đúng không ạ giống như là những cái mua gọi là cái mùa chốt lại nhưng mà em đánh giá cái mua này là cái mùa mà nó sẽ không có những cái sự ảnh hưởng lớn có nghĩa là nó vẫn đang thận trọng nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất chính là những cái sự phản ứng của nhóm cổ phiếu phản ứng của cổ phiếu với những cái báo cáo chính thức đó nó như thế nào và cái dự báo trong cái quý này cái báo cáo kết quả kinh doanh cũng chưa có gì nổi bật chưa có gì khả quan, thậm chí là nó nó vẫn còn xấu. Nhưng mà sao chị? Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là cái sự phản ứng của cổ phiếu nó đối với những cái tin tức nó như như thế nào đó thì chị mình sẽ thấy giống như là cái nhóm ngành thép em có đề cập với chị mình rất là nhiều lần là có nghĩa là nó đang trong một cái pha giảm này bắt đầu nó cân bằng đấy hiện tại những cái con này nó còn là nó chưa có dòng tiền vào tại vì cái bản chất cái báo cáo nó chưa ra thì chị mình cứ đơn cử mình sẽ thấy cái vấn đề á khi nào cái báo cáo nó ra bắt đầu nó giữ những cái xuống cân bằng này đang chờ đợi cái báo cáo nó ra mà khi mà cái báo cáo nó ra bắt đầu nó tạo ra một cái phiên mở biên lên á thì lúc đó là những cái hiệu ứng ngược nó sẽ xảy ra và các dòng gọi là nó bắt đầu nó lung chuyển có nghĩa là nó sẽ kết thúc của những cái nhóm ngành này nhưng mà nó sẽ mở ra những cái chu kỳ khởi đầu cho những cái nhóm ngành mới anh chị lưu về cái vấn đề này ha đấy nên là cái nhóm ngành thép em vẫn dễ đây là một cái giai đoạn nó giữ được những cái nhịp cân bằng yếu tố thanh khoản càng kiệt về volume đây là một cái tính hiệu tốt nhưng mà nó gọi là tính hiệu tốt nó cho thấy được cái áp lực bán nó đang rất là cạn kiệt dần đúng không à? ạ nó đang chỉ thiếu đi một cái phiên dòng tiền mở biên lên để mà nó tạo ra những cái hiệu ứng ngược cái mùa báo cáo thì lúc đó nó sẽ có một cái nhịp mới đối với cổ phiếu những cái nhóm ngành mà nó đã điều chỉnh trước giống như là những cái trạng thái của nhóm ngành thép này anh chị lưu ý ha đó là anh chị mình sẽ thấy các trạng thái hiện tại của thị trường gọi là các trạng thái gọi là tích lợi của thị trường nó không có một cái yếu tố nào cái biên gọi là cái biên lớn đúng ạ? À, có nghĩa là các nhóm nó dần dần nó thay đổi những cái trạng thái khi về lại những cái vùng nền biên dưới cũng như là nó khi về lại những cái vùng nền biên trên. Có nghĩa là lên vùng biên trên nó bắt đầu nó điều chỉnh, xuống vùng biên dưới nó bắt đầu là những cái giai đoạn hỗ trợ để mà nó hồi phục lên. Đúng ạ? À, và trong những cái giai đoạn này của thị trường nó rất là giống năm 2019. Có nghĩa là sau một cái nhịp độ đau của thị trường thì sao anh chị? Thì cổ phiếu gọi là thị trường của chúng ta đi trong một biên độ tích lũy và hầu như là cái biên độ của cổ phiếu nó nó không có quá là lớn. Có nghĩa là biên tăng của cổ phiếu nó cũng tăng không có nhiều đấy mà giảm nó không giảm không có sâu mà trong những cái biên tăng như thế nó cũng đều có những cái biên độ chỉnh mà trong những cái giai đoạn điều chỉnh nó cũng sẽ có những cái pha hồi phục đấy nên là nó cái trạng thái hiện tại của thị trường nó cứ gọi là phiên giảm nó cứ bò tùng xẻo như thế có nghĩa là hồi lên xong đó điều chỉnh hồi lên điều chỉnh nhưng mà tô tô lại cái biên nó sẽ không lớn anh chị mình lưu ý về cái vấn đề này tại vì mình xác định đây là một cái giai đoạn tích lũy nó giống thời năm 2019 ngoại trừ trừ khi nào nó xuất hiện một cái biến cố lớn thì lúc đó nó sẽ bước vào một cái giai đoạn uptrend ngay còn không thì nó sẽ cứ kéo dài cho đến những cái gọi là khi mà những cái chính sách bắt đầu nó mở cửa chính sách bắt đầu nó thâm thấu qua những cái nền kinh tế thâm thấu qua những cái doanh nghiệp nó hiện thực hóa lên những cái báo cáo của kinh doanh cho những cái quý tiếp theo thì lúc đó là những cái lúc mà nó sẽ thể hiện cho cái sức mạnh đối với những cái nội tại của từng cái nhóm ngành anh chị lưu ý ha còn không á, thì cổ phiếu nó gọi là thị trường chúng đang nó vẫn sẽ tiếp tục nó đi ngang và nó tạo ra một cái xuống hướng tích lũy như thế này thì trong một cái xu hướng tích lũy như thế để mà mình xác định để mà mình đầu tư á, thì mình sẽ thấy cái vấn đề là cái biên độ tăng giảm nó sẽ không có lớn nên là nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào những cái nhịp độ tăng của từng cái nhóm ngành. có nghĩa là trong một cái giai đoạn tăng như thế này này, anh chị mình sẽ thấy cái nhóm ngành chứng khoán là cái nhóm ngành mà nó tăng mạnh nhất, đúng không à? ạ? đấy. nên là trong những cái giai đoạn sau anh chị mình sẽ lưu ý tới về những cái cổ phiếu nó giữ giá được trong những cái nhịp điều chỉnh vừa qua. có nghĩa là những cái cổ phiếu mà nó thuộc dạng gọi là nó giữ được nhịp trong một cái giai đoạn thị trường chung của chúng ta nữa đi trong một cái giai đoạn công an anh chị lưu ý ha và em đánh giá là giống như là cái trạng thái nhóm ngành chứng khoán đấy thì ngày hôm uh, cuối tuần em còn có đánh giá với anh chị mình có nghĩa là trong những cái pha gọi là cái pha SOS đối với cổ phiếu nó đang hình thành có nghĩa là trong một cái nhịp độ gọi là tích lũy bước thoát này đấy bước thoát này Tạo ra mới có một nhịp à còn những cái con này thường nếu mà tạo đỉnh nó phải dụ nếu mà nó dụ xuống một nhịp á nó sẽ tạo ra một cái đỉnh số 2 có nghĩa là nó tạo ra được những cái vùng giá chiết khấu để cho anh chị mình nắm bắt nên là hai cái trạng gọi là các trạng thái để mà anh chị mình đầu tư đối với những cái nhóm ngành này á một á là phải tạo tạo ra được một vùng biên đi ngang cái tích lũy cạn cung thì nó sẽ cho một cái vùng nền biên đánh mới còn không nó thì sao nó phải tạo ra một cái điểm dụ nó thu hút được những cái dòng tiền chiết khấu thì lúc đó nó có một cái nhịp tách điểm phía sau đấy còn những cái việc mà nó cứ đi ngang ngang như thế này thì hầu như nó sẽ phù hợp cho những anh chị nào nắm giữ có nghĩa là nó cái trên trung hạn nó chưa có gãy gọi là nó vẫn còn giữ được thì sao anh chị thì những cái xung lực của thị trường nó vẫn còn gọi là nó vẫn còn được đỡ đối với những cái nhóm ngành uh, nhóm ngành chứng khoán này đấy là cái quan trọng nhất trong những cái nhịp tiếp theo á cái phe sos này cổ phiếu á nếu mà cái thanh còn cạn nó sẽ là những cái điều kiện tuyệt vời để cho nó đánh tiếp một cái nhịp độ phía sau đối với cổ phiếu anh chị lưu ý ha và thường nó sẽ không tạo định ngay đâu mà nó sẽ sao gì nếu mà nó có giảm đi chẳng hạn thì đấy nó sẽ là những cái cơ hội tuyệt vời để cho anh chị mình có thể mình đánh một cái nhịp test điểm phía sau anh chị lưu ý về cái vấn đề này ha à, đấy là những cái trạng thái của thị trường và trước mắt đối với thị trường của chúng ta anh chị mình sẽ chú ý về những cái mốc cái mốc đầu tiên chính là vùng 1060 vùng 1065 đấy nếu mà hồi phục à, gọi là nếu mà ngày mai thậm chí ngày mai đi chẳng hạn nó hồi phục lời về lại quanh ngưỡng này nè đây sẽ là những cái thời điểm kháng cự và em đánh giá đến vùng này là những cái vùng để cho anh chị mình bán hàng tỷ rộng đối với, đặc biệt là đối với không phải là cái mã cổ phiếu này mình cũng bán gọi là mình mà, mình bán những cái mạng cổ phiếu mà nó vừa tới mới tạo những cái biên rơi giống như là nhóm ngành gọi là nhóm ngành bất động sản đấy chẳng hạn giống như con DG này đấy vừa tới mới tạo biên rơi lớn có nghĩa là nó sẽ không giảm ngay nhưng mà sao vậy nhưng mà nó sẽ mất thời gian nếu mà trường hợp nó hồi phục lên thì vùng này nó sẽ là những cái vùng kháng cự có nghĩa là điểm test nền đầu tiên luôn luôn nó gặp kháng cự đấy nên là nếu mà trường hợp ngày mai nó test về lại nền trên đây này, này đấy là những cái thời điểm để cho anh chị mình hạ tỷ trọng và mình chờ đợi một cái chip mới đối với cổ phiếu có nghĩa là cổ phiếu nào nó vừa mới tạo biên rơi với một cái thanh lớn á, thì hồi phục lên anh chị mình canh anh chị mình cơ cấu mình hạ ra để mà mình luôn chuyển qua những cái mã cổ phiếu gọi là nó gọi là nó có thiên hướng nó chống lại thị trường à, nó chống lại thị trường có nghĩa là trong những cái nhịp độ giảm của thị trường mà nhóm cổ phiếu đó không giảm đấy mới là những cái tâm điểm để cho anh chị mình chú ý tới cho những cái nhịp độ sau và mình nên cơ cấu qua đấy anh chị mình phải lưu ý về cái vấn đề này đối với thị trường tại vì cái bản chất thị trường của chúng ta không phải là một cái giai đoạn uptrend mà không phải là giai đoạn uptrend thì nó không có được những cái tín hiệu đồng thuận của tất cả các mã cổ phiếu trong ngành mà hầu như là từng những cái nhịp tăng nó chỉ đi kèm với một vài cái mã cổ phiếu nó nổi bật một vài cái cái nhóm ngành nó nổi bật thôi chứ không phải là một cái yếu tố mà nó thuộc dạng nó thuộc dạng nó đồng thuận tất cả các mã cổ phiếu đi lên được anh chị mình phải lưu ý về cái vấn đề này ha cái mốc đầu tiên lớn chính là vùng một cái trường hợp mà nếu mà test không thành công á nó sẽ trở lại vùng 1040 này. Đây sẽ là những cái vùng giá chiết khấu đối với thị trường của chúng ta. Đấy nếu mà trường hợp nó test về lại nó gọi là nó có những cái trạng thái điều chỉnh sâu về á thì đấy sẽ là những cái vùng giá chiết khấu anh chị mình có thể mình nắm bắt tới cho những cái nhịp độ test tết định tiếp theo về sau, có nghĩa là thị trường của chúng ta nó không giảm một mặt, nó không một giảm một mặt ngay, mà nó sẽ trong một cái pha giảm này, nó sẽ có những cái nhịp hồi, pha giảm này, nó có những cái nhịp hồi, pha giảm, nó có những cái nhịp hồi, đấy nó liên tục như thế, từ đến một khi nào nó bắt đầu nó tạo ra một cái thế công bằng, dòng tiền mới nó xuất hiện, nhóm ngành mới xuất hiện thì nó sẽ có một cái nhịp nhịp tăng tiếp theo giống như là giai đoạn này của thị trường của chúng ta, đây tương tự như thế này, đấy có, có những cái giai đoạn chính này, điều chỉnh xuống này, đấy, có những giai đoạn hồi này, điều chỉnh xuống này, giai đoạn hồi này. Đấy, bắt đầu nó có những cái thế công bằng này, bắt đầu nó tạo ra được một chịp mới. Đối với cổ phiếu, đối với thị trường đó là cái thị trường bây giờ á, thì chị mình cũng đừng có quá là hoang mang cũng đừng có quá là hưng phấn có nghĩa là em đánh giá nếu mà cái trường hợp nó hồi nó cũng sẽ khỏi đâu có đó khoảng 1.5 đến 2 phiên có nghĩa là nếu mà anh chị mình mua cái trong cái trường hợp mà thị trường nó test về lại vùng 1060 như thế này nè có nghĩa là nó đã tăng lên một phiên rồi á thì có thể là anh chị mình sẽ không kịp cái tê đấy nên là vì sao trong những cái cái video vừa qua gọi là video ngày thứ gọi là ngày cuối tuần qua em có đánh giá với anh chị mình á, nếu mà cái trường hợp đó ngày hôm nay nó có một cái nhịp điều chỉnh về gọi là mơ điều chỉnh về xuống thì nó sẽ là những cái vùng giá chiết khấu nó rất là dễ nó thu hút những cái lực cầu lúc đó là những cái thời điểm chiếc chiếc khấu nó diễn ra nhưng mà ngày hôm nay thì nhìn chung là nó tạo ra một cái biên độ trận thôi nó cũng không có một cái mức độ kỳ vọng về những cái vùng giá chiếc khấu để mà mình nắm bắt nên là mình kỳ vọng cho những cái nhịp này nó hồi lên được vùng này đi để mà nó kiểm tra cái lượng cung hàng nếu mà tốt thì bắt đầu nó giữ nền trên vùng một nghìn thì nhịp sau nó sẽ đánh tiếp anh chị lưu ý ha à, còn trường hợp mà test không tốt á, thì cổ phiếu nó sẽ rơi trở lại có nghĩa là nếu mà trường hợp nó thông đáy này thì cái vùng một nghìn nó sẽ là những cái vùng mà nó tạo ra được những cái điểm chiếc khấu anh chị mình phải chú ý tới đấy quanh ngưỡng vùng một nghìn cộng trừ một nghìn cộng trừ năm điểm nó sẽ là những vùng chiếc khấu chị mình đấy sẽ là những cái vùng mà cơ hội để cho anh chị mình mua để mà mình ăn những cái nhịp test phía sau có nghĩa là để mà đánh đổi được những cái phần rủi ro trong giai đoạn này thì bắt buộc anh chị mình phải thứ nhất mình phải mua được ở những cái điểm chiết khấu cái thứ hai là mình phải chờ đợi những cái giai đoạn tích lũy nền đấy để mà sao chị để mà nó đảm bảo cái phần rủi ro nó bù trừ cho cái phần rủi ro của anh chị mình chứ còn mà nhất mà trong một cái nhịp độ giảm như thế này á, mà cổ phiếu bắt đầu nó hồi phục lên một hai phiên rồi á thì anh chị mình mua nó rất là dễ nó gặp những cái nhịp điều chỉnh lại như thế này, này anh chị lưu ý à có nghĩa là nó hồi phục lên còn hai phiên đó hay sau đó nó điều chỉnh về là trở lại thì nếu mà anh chị mình mua trong những cái đà cái nhịp độ hồi phục đầu tiên giống như cái này nè phải mua trong những cái nhịp độ hồi phục đầu tiên thì rất có thể cái lượng hàng anh chị mình anh chị mình về mình sẽ bị mình sẽ bị gặp áp lực khi mà cái lượng hàng về anh chị mình phải lưu ý về cái vấn đề này đối với thị trường của chúng ta ha thì đấy là một vài cái nhận định của em về cái thị trường chung của chúng ta nhìn chung cơ bạn hôm nay áp lực bán nhỏ thì bắt đầu khả năng em đánh giá khả năng ngày mai nó sẽ có một nhịp test này đấy thì quan sát kỹ cái vùng một nghìn để mà mình đưa qua đưa ra cái quyết định và đưa ra những cái hành động tiếp theo tuy nhiên là cái cơ bản và cái chung là mình sẽ hạ những cái mảng cổ phiếu mà nó vừa mới tạo biên rơi đấy khi mà cổ phiếu khi mà thị trường chung của chúng ta đã test về quanh ngay ngưỡng này hà còn trường hợp sau đó nó có những cái pha gọi là nó tích lợi trên lại nó giữ được nền trên cái vùng này này để mà nó chờ đợi những cái mùa báo cáo kết quả kinh doanh nếu mà nó xảy ra những cái dòng gọi là cái hiệu ứng ngược của những cái dòng cổ phiếu dần dắt mới những cái cổ phiếu nó thuộc dạng nó nó phát tín hiệu mới nó thuốc dòng tiền mới thì thị trường chúng ta nó sẽ về lại quanh một nghìn một trăm một nghìn một trăm hai mươi đó là cái nhịp độ tiếp theo đối với thị trường của chúng ta đấy anh chị mình phải cần lưu ý về những cái mốc này đối với thị trường để mà mình đưa ra những cái hành động cụ thể nhất anh chị lưu ý ha thì đấy là một vài cái nhận định của em về cái thị trường chung của chúng ta rồi tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích nhanh về từng cái nhóm ngành từng cái mã cổ phiếu tại vì cái bản chất ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta cũng không có quá là nhiều những cái sự nổi bật ha đấy thì nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha Rồi quay trở lại đối với cái việc mà mình đánh giá thì đầu tiên mình sẽ đi đánh giá qua cái nhóm ngành nổi bật nhất là cái nhóm ngành chứng khoán. Thì mình đánh giá những cái nhóm ngành chứng khoán giống như là công BSI này hiện tại đã đang trong một cái pha gọi là cái pha SOS. nghĩa là trong một cái giai đoạn tích lũy nó chỉ mới đi được một cái nhịp đầu tiên thôi. Còn cái trường hợp mà nếu mà cái trường hợp nó tạo đỉnh thì nếu mà cái giai đoạn nó điều chỉnh về nó sẽ lại tạo ra được những vùng giải chiết khấu và nó sẽ có một cái nhịp test đỉnh phía sau. Đấy tại vì đấy với đấy là cái việc mà cổ phiếu nó thu hút được những cái dòng tiền trong giai đoạn vừa qua. Đấy tại vì khả năng neo lại cái vùng này này thì một á, là nó phải bắt đầu nó neo ra lại nó một thời gian khi mà kiểu tốt cạn cùng nó dần hình thành á thì lúc đó sao vậy lúc đó nó sẽ thu hút được những cái dòng tiền mới nó khi cái vùng này chính là cái vùng mà nó tạo ra được những cái sự thay máu có nghĩa là những cái lượng hàng chốt lại đó đang được hấp thụ tương đối tốt nè đúng không ạ còn cái trường hợp mà nó kiểm tra cái lượng cung hàng mà anh chị mình sẽ thấy cái lượng cung hàng nó bắt đầu nó, nó có những cái dấu hiệu nó còn lớn á thì nó sẽ gọi là khi mà nó xuất hiện một cái điểm dụ á thì cái điểm dụ đó là cái điểm mà nó sẽ tạo ra được những cái vùng chiết khấu và lúc đó nó sẽ có một cái nhịp hồi phục lên phía sau đấy nó là chú ý cho hai cái vấn đề đối với cái nhóm ngành gọi là cái nhóm ngành chứng khoán này một là phải tích lũy một cái vùng nền gọi là thực sự có nghĩa là đi ngang một vài phiên này bắt đầu nó cạn kiệt do cần cái volume á, thì nhịp sau nó sẽ đánh còn trường hợp mà nếu mà cái trường hợp nó xuất hiện một cái yếu tố nó tạo ra một cái điểm chiết khấu khoảng trong một cái khoảng thời gian ngắn mà điều chỉnh khoảng năm bảy phần trăm thì mình giá những cái lúc đó là anh chị mình có thể mình chú ý mình nắm bắt được đấy để mà mình ăn một cái nhịp test định phía sau những cái con này là những con mà khi mà nó tạo đỉnh nó sẽ tạo ra một cái mô hình ít nhất là nó tạo ra những cái yếu tố hai đỉnh hoặc ba đỉnh chứ không thể nào nó tạo ra một cái nhịp uh, một đỉnh khi mà nó vừa mới bước thoát và cái độ tích lũy cổ phiếu nó nằm trong khoảng ba đến năm tháng như thế này được anh chị mình phải lưu ý, ha còn cái trường hợp mà nó neo như thế này thì hầu như là cái trên trung hạn nó chưa gãy mà nó vẫn đang là những cái con nó giữ nhịp cho thị trường thì em đánh giá là nó chỉ phù hợp cho những anh chị nào nắm giữ thôi còn nếu mà mua thì hoặc là phải chiết khấu hoặc là phải tích lũy nền thì lúc đó là những cái giai đoạn để cho anh chị mình có thể mình chú ý mình nắm bắt ha những cái con mà nó chắc đầu cơ giống như là cts như thế này Tuy nhiên nếu mà cái trường hợp nó dụ xuống một phiên khoảng năm bảy phần trăm thì chỉ mình nắm bắt vào ăn một cái nhịp để đến phía sau thời điểm này là bắt đầu nó cạn kiệt dần cái volume thì đánh giá nó tương đối tốt nhưng mà cái phiên ngày hôm nay nó chỉ cho thấy được cái vấn đề đó, nó đang chấn lại nhưng mà cái vùng trên này nó còn tương đối lỏng này đấy nên là hoặc là cổ phiếu nó phải tích lũy nền trong giai đoạn này cạn cung dần thì lúc đó nó mới có một cái nhịp mới hoặc là nó phải có một cái điểm dụ phía sau đấy là những cái vùng giải chiết khấu để cho anh chị mình có thể mình chú ý mình nắm bắt chứ không phải là những cái gọi là cái rủi ro của anh chị mình đâu em đánh giá là những cái nhịp mà nó rủ đầu tiên là những cái nhịp cơ hội để anh chị cho anh chị mình nắm bắt đấy có thể là dưới vùng giá 16 khoảng 15.5 đến giá 16 á nó sẽ là những cái vùng giải chiết khấu đối với cổ phiếu ha FTS tương tự như thế này Có nghĩa là nó vừa mới bút thoát thôi thoát một nhịp thôi Bắt đầu nó tạo ra một cái biên độ chỉnh đi ngang ở trường hợp nếu mà tích lũy thêm 3 đến 5 phiên tới nè Bắt đầu đi ngang Bắt đầu cạn cung á Thì nhịp sau nó sẽ đánh tiếp còn cái trường hợp mà nếu mà cái kiểm tra cái lượng cung hàng vùng đánh này nó còn lớn á thì nó sẽ xem ra một cái điểm dụ đấy điểm dụ khoảng năm bảy phần trăm thì anh chị mình có thể mình nắm bắt cho một cái nhịp test đến phía sau hai còn lưng lưng như thế này thì em đánh giá là chỉ phù hợp cho những anh chị nào nắm giữ và cái tranh trung hàng nó vẫn chưa gãy thì anh chị mình cứ tiếp tục mình cầm nắm chứ không có vấn đề gì xấu đối với những cái nhóm cổ phiếu này cả anh chị lưu ý ha và một con nhóm ngành gọi là chứng khoán tiếp theo chính là cái con HCM anh chị mình cũng có thể mình chú ý tới nó bắt đầu nó có những cái trạng thái nó giữ được vùng nền và nó có những cái yếu tố nó cạn kiệt dần cái volume đây chính là những cái trạng thái gọi là nó tạo ra được những cái yếu tố tốt cho cổ phiếu trong một cái đà gọi là cái đà giữ nhiệt đối với cổ phiếu anh chị lưu ý ha và thường nếu mà tích lũy thêm một hai phiên tới cái lượng cung hàng nó cạn kiệt như thế này nữa thì mình đánh giá khả năng nó sẽ có một cái nhịp phía sau anh chị mình có thể mình lưu ý tới tại vì trong một cái biên độ giảm thì cổ phiếu này nó nhìn chung là nó đang có được những cái sự giữ giá tương đối tốt đối với cổ phiếu ở những cái vùng nền hỗ trợ anh chị lưu ý ha hay những cái con những con SHS tương tự như thế này có nghĩa là đi lên này đi lên cổ phiếu nó test về À, về thành công thấp bình thường đây là những thời điểm hỗ trợ đối với cổ phiếu thì mình đánh giá nó vẫn sẽ còn một nhịp nữa anh chị nào có hàng mình cứ tiếp tục mình cầm nắm nếu mà mình chưa có hàng thì mình có thể chú ý nếu mà nó tạo ra một cái điểm dụ quá có thể là thung giả mười này sau đó kéo rút chân lên anh chị mình có thể mình đánh được đối với những cái con này ha hay là ssi tương tự như thế này có nghĩa là ngày hôm nay nó cái phiên là nó chưa nói lên cái vấn đề nó nó chỉ nói lên một cái yếu tố là về hỗ trợ thì nó có được những cái lực đỏ thôi thì mình đánh giá nếu mà cái cổ phiếu nó tốt á thì anh chị mình có thể mình lưu ý tới nếu mà cái trường hợp mà sáng nó mở gọi là cái yếu tố giảm ngay đầu phiên á thì đấy là những cái thời điểm anh chị mình có thể mình chủ ý nằm mắt còn cái bản chất mà sáng mà nó cứ neo neo như thế này em đánh giá nó chưa đủ một cái vùng gọi là nó chưa đủ để mà anh chị mình có thể mình đánh đổi có nghĩa là nó neo trở lại này thì cái việc mà hồi phục lên thì em đánh giá cái vùng giá quanh cái ngưỡng vùng còn giá 22 này nó sẽ gặp áp lực đấy trường hợp nếu mà ngày mai nó nổ lên 22 thì sao chị thì nó không đủ cái tê để cho anh chị mình có thể mình đánh đấy cùng trường hợp mà nó nhúng xuống á nó nhúng xuống á thì nó sẽ tạo ra được những điểm chiết khấu còn cái vùng này cái cổ phiếu này nó chưa nói lên cái vấn đề gì có nghĩa là nó chỉ lên nó chỉ uh, thể hiện cho yếu tố và cổ phiếu nó giảm nó bắt đầu nó chừng lại một cái đà giảm thôi chứ còn bản bài, bài chất nó tại nó chưa tạo ra được cái vùng chiết khấu là cái thứ nhất cái thứ hai nó chưa tạo ra được những cái nhịp độ cân bằng đấy nên là nhìn chung là những cái nhịp đầu nếu mà nó hồi phục test lên vùng giá 22 á em đánh giá cái vùng này nó sẽ là những cái vùng kháng cự đối với cổ phiếu trong ngắn hàng, nó có thể test lên vùng này này sau đó nó có một cái biên độ rung lắc nó đi ngang quanh ngưỡng này đấy, sau đó nó bùng nổ hồi phục lên thì những cái điểm sau anh chị mình đánh còn trường hợp mà nếu mà nó có một cái điểm dụ xuống đấy quanh ngưỡng vùng giá đâu đó 20.5 đấy quanh 20.5 20.8 đấy dụ xuống vùng này đây sẽ là những cái điểm chiết khấu anh chị mình có thể mình đánh cho những cái nhịp phía sau tuy nhiên là nó bù được cái phần rủi ro cho anh chị mình ha còn các bạn chắc mà khi mà nó neo như thế này thì hầu như là rất là khó để cho anh chị mình có thể tham gia đa phần anh chị mình có hàng mình nắm giữ thôi chứ không phù hợp cho những điểm mua ha hay là vci tương tự như thế này đánh thủng nền thì hôm nay thôi lại test lên, vùng giá 32 nó sẽ là những cái ngưỡng kháng cự gọi là cái kháng cự trước mắt đối với cổ phiếu khi mà nó test về đấy thì nếu mà cái trường hợp ngày mai thị trường của chúng ta nó test về lại vùng một thì vci nó quay trở lại vùng giá ba thôi đấy cái vùng này là những cái vùng kháng cự đối với cổ phiếu còn những cái nhịp test đầu anh chị mình hạn chế cái mình mua trong một cái nhịp test đầu có nghĩa là thường những cái cổ phiếu á nó test lên kiểm tra cung hàng này cái lượng cung hàng trên này nó sẽ bán xuống và nó có những cái giai đoạn rung lắc phía sau nếu mà cổ phiếu nó giữ nền tốt thì nó sẽ bắt đầu nó tích lũy đi ngang để mà nhịp phía sau nó thu hút dòng tiền còn trường hợp mà test với một cái lượng cung lớn á, thì cổ phiếu nó bắt đầu nó test trở lại vùng đáy hai hoặc là nó thậm chí nó thủng cái vùng đáy hai để mà nó tạo ra những cái điểm giá chiết khấu thì lúc đó anh chị mình có thể mình nắm bắt tới anh chị lưu ý ha còn cái nhịp độ hồi phục đầu á nó đã khi mà nó đã hồi phục khoảng hai phiên rồi thì chị mình nắm bắt thì rất là dễ chị mình sẽ dính một cái nhịp điều chỉnh gọi là nó sẽ không kịp cái lượng hàng về anh chị mình phải lưu ý về cái vấn đề này ha đó nói là VCI nó tương tự với những cái mã cổ phiếu khác chính là cái việc mà cái yếu tố cạn cung nó dần hình thành tại hôm nay nó dụ xuống một phiên này đấy cái trường hợp phía sau này nếu mà nó hồi phục lên giá 32 đấy công bằng quanh trên giá 32 thì nhịp sau anh chị mình đánh được anh chị lưu ý ha còn cái trường hợp mà những cái phiên sau nó xuất hiện những cái yếu tố chiết khấu thùng giá 30 anh chị mình nắm bắt tới 2930 đấy là những cái vùng giá chiết khấu đối với cổ phiếu anh chị mình đánh cho những cái nhịp độ phía sau ha còn về thì nhìn chung nó tương đối chậm có nghĩa là nó giảm hai ba bốn bốn phiên thì ngay có những cái yếu tố hồi phục qua cái cái nhịp độ hồi phục của cổ phiếu hay là cái lúc bán cổ phiếu nó đang rất là cạn kiệt ở những vùng này rồi nên là khả năng nó sẽ có những nhịp độ hồi thì khoảng đâu đó khoảng vùng giá 10 5.5 đến giá 16 đây sẽ là những cái nguồn kháng cự đối với cổ phiếu ha à, kỳ vọng cho anh lên vùng này bắt đầu nó tích lũy trở lại thì nhịp sau nó sẽ đánh tiếp tại vì cái bạn chắc cái giai đoạn này của VND thì nó gặp cái trái phiếu của Trung Nam đấy nên là cổ phiếu nó tương đối chậm hơn một chút so với những cái mà cổ phiếu khác trong ngành ha à, đó là những ngành mà tâm điểm chính là những ngành chứng khoán rồi tiếp theo qua những cái trạng thái nhóm ngành thép này, anh chị mình để là cái con mà nó gây cái áp lực tâm lý nhiều nhất chính là con Nam Kim trong giai đoạn vừa qua có nghĩa điều chỉnh trước nè điều chỉnh trước nó ép tâm lý trước hầu như đã điều chỉnh trước thị trường luôn. Đúng không ạ? Có nghĩa là thị trường chung chúng ta đã chưa điều chỉnh nhưng mà con nằm kim nó, nó điều chỉnh trước này. Đó, điều chỉnh trước từ những ngày 30 tháng 3 đúng không ạ với áp lực bán lớn khi mà cái tin tức gọi là tin tức à, à, sau kiểm toán lộ nó ra Đấy thì bắt đầu nó điều chỉnh thì những cái con này tham chị bắt đầu nó tạo ra một cái thế cân bằng cạn cung đây là một cái trạng thái cực kỳ tốt đối với một cái mạng cổ phiếu đang trong một cái nhịp độ cân bằng chính là cái điều kiện cân nó đã xuất hiện có nghĩa là cái áp lực bán nó đang rất là cạn kiệt nó tạo ra những cái phiên dụ rất là mạnh sau đó cái lực bán nó giảm dần có nghĩa là nó đã nó đã giữ được những kha khá những cái lượng hàng rồi đúng không ạ cái thời điểm tiếp theo chính là cái việc mà khi mà cổ phiếu nó có những cái dấu hiệu nó mới biên lên đó, thì đấy là những cái điểm đánh đối với cổ phiếu đã, anh chị mình không nên bỏ qua bất kỳ cái tín hiệu nào đối với cổ phiếu cả anh chị lưu ý về cái vấn đề này à, tương tự giống như là những cái nhịp trước nè nó nhịp trước em cũng có đánh những cái con như thế này có nghĩa là nó dụ xuống một viên này sau đó bắt đầu đi ngang cân bằng trạng cung nè đã dòng tiền vào thì mình đánh từ phiên này nè. Anh chị mình sẽ ăn một nhịp tiếp theo. Đối với cổ phiếu A à, thì kỳ vọng khi mà cái báo cáo kết quả kinh doanh nó ra thì nếu mà có những cái sự phản ứng mà nó mơ bi như thế, đấy sẽ là những cái hiệu ứng ngược đối với cổ phiếu. Đấy chính là những cái tín hiệu để mà nó tạo ra những cái hiệu ứng ngược thì lúc đó anh chị mình đánh cho những cái nhịp độ phía sau nó cực kỳ an toàn. Anh chị lưu ý, à còn cái biên độ như thế này thì mình giá là bắt đầu nó có những cái thanh khoản nó cạn kiệt, có nghĩa là nó đủ cái điều kiện cần, nhưng mà cái điều kiện đủ nó chưa có chính là cái việc mà cái dòng tiền. Đấy nên là khi nào dòng tiền bùng nổ trở lại, đánh bùng nổ trở lại, đấy sẽ là những điểm đánh đối với cổ phiếu nhóm anh thép này. Ha, à, tương tự như thế là hoa sen này, rất là cạn kiệt volume này bắt đầu đi ngang này những con mở biên đi lên vượt giá 16 anh chị mình đánh anh chị lưu ý ha ho phát tương tự như thế này à, rất là chặn kiệt vào volume này có nghĩa là cổ phiếu nó đi về gần, gần gần biên dưới thì bắt đầu nó có những cái lực đỡ nhưng mà để mà nó hồi phục lên thì nó bắt buộc nó phải có một cái phiên nó mở biên dòng tiền tương tự giống như là những cái con giống như con uh, ho hoa sen này tương tự như thế này đúng không à. ạ cái nghĩa là giai đoạn trước này nó có một cái giai đoạn gọi là nó gãy nên dụ đúng không à. ạ nó gãy nên dụ này đó, khi mà cái lượng cung hàng nó lớn nó cứ liên tục nó, nó đi lên nhưng mà sao chị các lực bán nó lớn nên là chị mình sẽ thấy những cái phiên nó cục đầu liên tục đấy nó cho thấy được cái áp lực cung lớn này sau đó nó dụ xuống một phiên này bắt đầu thành công càng kiệt nè nhưng tiền mồi vàng chị mình đánh từ cái phiên này nó lên đấy là nó sẽ ăn thêm một cái nhịp nữa đó, cái điểm mua là chính là cái phiên này nè khi nào xuất hiện cái phiên này trong giai đoạn tiếp theo anh chị mình mua đối với nhóm ngành thép này ha đó là những cái trạng thái đối với một số cái nhóm ngành tiếp theo là những cái trạng thái nhóm ngành bất động sản thì bất động sản nhìn chung là con tiêu cực chính là con ldg thì hôm nay nó có những cái dấu hiệu hồi phục tuy nhiên là anh chị mình sẽ thấy cái dòng nó có những cái trạng thái nó rất, rất là phân hóa Là giống như là con dg nó vừa mới bán một phiên này thì thường những cái con này hồi phục lên nó sẽ gặp áp lực gọi là nó sẽ gặp áp lực nên là nếu mà anh chị mình có hàng á hồi phục nếu mà cái trường hợp hồi phục nhanh lên bảy 17 17 chấm á thì nó sẽ là những cái thời điểm anh chị mình canh anh chị mình hạ ra để mà mình chờ đợi những cái nhịp mới ha, hay là con đất xanh tương tự như thế này những cái con áp lực bán lớn á thường hồi phục lên nó sẽ lâu anh chị lưu ý ha, thường nó sẽ mất cái thời gian nó cân bằng. Đó nên là nếu mà trường hợp nó hồi phục lên trong một cái đà hồi phục anh chị mình nên hạ trong một cái đà hồi phục để mà tránh khi mà cổ phiếu nó quay trở lại vùng này nó có một cái giai đoạn nó trượt biên tiếp tục. Tại thì lúc đó anh chị mình sẽ rất là thiệt về cái giá anh chị lưu ý ha. Nhưng mà quay trở lại cái dòng của nó có con sale nó lại là một cái con mà nó có một cái dấu hiệu của là nó hầu như nó không xuất hiện yếu tố lực bán lớn mà nó chỉ mang tính chất nó kéo theo. cái khả năng những cái con này nó về lại như 22 nó sẽ có những cái lực đỡ. Đấy, nên là nếu mà cái trường hợp về lại như 22 anh chị mình có hàng á, anh chị mình có thể mình đánh lướt cho những cái biên độ hồi phục phía trên được anh chị lưu ý ha. Hay là những cái con như như con Nam Long này ngày hôm nay nó có những cái giai đoạn nó hồi phục. Có nghĩa là ngày hôm trước nè khi mà bùng nổ lên nè khi mà nó gọi là nó gặp áp lực chung theo cái dòng nó cũng có những yếu tố giảm nhưng mà cái lực bán nó không có lớn đúng à lực bán nó không có lớn so với những cái con đít hay là so với con đắt xanh thì ngày hôm nay nó có những cái biên độ hồi phục nó tốt hơn đúng ạ à, thì những cái con này thì em vẫn kỳ vọng cho một cái nhịp gọi là nó test về lại vùng giá 33 32 trước mắt đối với cổ phiếu ha à, nhưng mà khi mà cái dòng nó chưa được ủng hộ thì thường nó cũng sẽ mất thêm một thời gian nhưng mà thường với những cái con mà nó có một cái đặc tính như thế này á khi mà cái áp lực bán nó chủ yếu bán theo á mà nó hồi phục nó hồi phục nhanh nhất á thì nó sẽ là những con tâm điểm cho những cái chu kỳ tiếp theo anh chị mình phải lưu ý tới anh chị lưu ý à, Hey, tiếp theo cho những cái con hà đô này có nghĩa là dòng tiền về nè nó về điểm dòng tiền nó có những cái đà hồi phục thì kỳ vọng trước mắt nó sẽ test lại vùng giá b ha HDC tương tự như thế này kỳ vọng test về lại vùng giá b mười b đây là nhóm ngành bất động sản ha tiếp theo là nhóm ngành ngân hàng một cái mã cổ phiếu mà anh chị mình có thể mình lưu ý tới trong những cái điểm mà anh chị mình đánh sang điểm nổ chính là cái con mã cổ phiếu của ECB có nghĩa là liên tục nó xuất hiện những cái yếu tố test cung như thế này trong một cái nhịp độ tích lũy khả năng nó sẽ có một cái điểm gọi là cái cái điểm nổ nó, nó sẽ tương đối cao đấy khi mà nó có đã có những cái phiên dòng tiền vào nè Đấy, bắt đầu nó giữ nền trong cái khoảng thời gian vừa qua thì mình đánh giá những cái khả năng những cái con này nó sẽ có một cái điểm nổ trong cái phiên ngày uh, trong tuần này Đấy, nếu mà anh chị mình có thể mình ưu thích những cái điểm uh, săn điểm nổ anh chị mình phải cực kỳ chú ý tới mà cổ phiếu của ECB thì quanh ngưỡng giá 25 này anh chị mình đánh săn điểm nổ khi mà cổ phiếu nó bùng nổ khoảng 5-7% 57% anh chị mình canh thì chị, chị mình chốt ra Đấy, trường hợp để mà quan trị rủi ro khi mà nó thông khỏi những cái cái vùng gọi là cái biên của cái phiên dòng tiền vào Đấy, vùng giá 25 hoặc là 20 uh, 24.5, 24.3, 24.5 đó là những cái vùng để cho anh chị mình có thể mình quản trị. Ha, còn cái điểm uh, như thế này tìm đánh giá khả năng nó sẽ xuất hiện một cái điểm nổ đấy để anh chị mình có thể mình chú ý mà đánh một cái giai đoạn sang điểm nổ ha còn những cái mã cổ phiếu khác thì hầu như nó chưa có những cái dấu hiệu nó nổi bật gì cả nhưng như là con BIDV này sau một cái phiên tổng này bắt đầu nó cân bằng nó thiếu đi một cái phiên mở biên lên để mà nó phù định cái cái, nhịp vụ này mặc dù cái nhịp vụ nó không xuất hiện yếu tố bán nhưng mà yếu tố bán lớn yếu tố bán tháo nhưng mà sao chị nhưng mà nó thiếu đi những cái phiên dòng tiền đấy khi nào nó có dòng tiền thì mình đánh ha tương tự như thế là CTG này có nghĩa là chơi dòng tiền qua cho không được anh nói là khi mà anh chị mình chưa có dòng tiền anh chị mình sẽ đánh nó cực kỳ chán nản anh nó là khi một khi nó có dòng tiền vào á nó tăng rất là thanh thoát đúng không à, ạ đấy nè có dòng tiền vào nè nó tăng rất là thanh thoát nhưng mà khi mà nó không có dòng tiền á thì chị mình sẽ thấy là cổ phiếu nó rất là y ạch với nhau đúng không à, ạ đấy nên là sao chị nên là đối với những cái con này phải bắt buộc cũng phải chờ dòng tiền mặc dù nó không xấu nhưng mà nó, đen, nó gọi là nó, nó cũng chưa tốt khi mà cổ phiếu nó chưa có được thu hút dòng tiền anh chị lưu ý à liên việt ngày hôm nay cái tin tin tình nội bán nè đúng không à. ạ thì những cái phiên ngày hôm trước nó fail có nghĩa là cái phiên ngày hôm trước mà bắt đầu nó có nhớ nó giữ nhịp được trên giá 15.5 á thì mình giá cái nhịp vụ này nó đã xong đấy đúng không à. ạ nhưng mà xong chị dưới những cái áp lực của thị trường thì bắt buộc phải chờ cái đợi cái phiên này về nó hấp thụ như thế nào ngày hôm nay có những yếu tố trước biên như thế này thì nhìn chung là nó sẽ mất thời gian anh chị lưu ý ha nhưng mà cơ bản là những cái vùng dưới này đều là những cái điểm hỗ trợ đối với cổ phiếu cả nên là cứ về lại vùng này nó cũng sẽ có những nhịp hồi thôi tuy nhiên là để mà nó hình thành lên hình thành nên một cái vùng công bằng mới thì nó sẽ mất thời gian hơn anh chị lưu ý ha à, à, những cái nhóm ngành giống như SHB tương tự như thế nè test về lại vùng hỗ trợ hồi phục thôi những cái con này có hàng cầm nắm không vấn đề gì cả đây cũng là những cái con mà nó thuộc dạng nó tốt của những ngành ngân hàng ha à, còn những cái con STB nè bắt đầu nó trước biên nè những cái con này khi nào vượt giá 27 thì mình đánh còn dưới giá 27 thì nhìn chung nó sẽ còn áp lực anh chị lưu ý ha thì những thường thường nó sẽ có những cái giai đoạn nó từ đây về lại giá 27 á nó sẽ mất thời gian một vài phiên tại vì sao tại vì cổ phiếu giai đoạn trước bắt đầu nó có những cái dấu hiệu trượt biên anh đó nói là cổ thường những cái giai đoạn này á thì khi mà nó có những cái giai đoạn khi mà nó bứt tốc giá 27 á thì vô trong đây sẽ là những cái điểm dụ anh đó nói là khi nào nó vượt giá 27 đó sẽ vào trên anh chị mình đánh nó sẽ dễ dàng hơn ha còn những con những con tách con này hôm qua là bán lớn này thì những con này nó sẽ không gọi là nó sẽ không giảm ngay mà sao chị mà nó mới chỉ vừa mới tạo ra một cái biên rơi nhịp đầu đấy nó vừa mới tạo ra một cái biên rơi nhịp đầu nên là thường nó sẽ có những giai đoạn nó test lại nhưng mà cái nhịp độ test lại đầu tiên luôn là nhịp để cho anh chị mình xử lý đấy chứ không phải là những cái nhịp để cho anh chị mình có thể mình gọi là mình gọi là ngày mai anh chị mình tăng thì sao chị ngày mai cổ phiếu nó tăng thì sao chị nó sẽ gặp ngay cái vùng kháng cự thì anh chị mình nắm bắt vào thì cái rất là dễ anh chị mình sẽ gặp cái yếu tố rủi ro khi mà cái lượng hàng về anh chị lưu ý ha à, đó là thường những cái con này nó sẽ có những nhịp nó test về lại vùng nền đấy, trước mắt nó sẽ giống như là cái nhóm ngành nếu mà cái nhóm ngành chứng khoán nó xảy ra những cái giai đoạn này nè có nghĩa là nó, cổ phiếu nó có, một cái vùng giải chiếc khấu thì khả năng nó sẽ có những nhịp hồi phục giống như công tác như thế này nhưng mà cái nhóm ngành chứng khoán nó tốt hơn là cái việc mà nó có được những cái sự hỗ trợ của cái dòng và nó đã nó đã có những cái giai đoạn thoát lên rồi đúng là nó thu hút những cái dòng tiền cực kỳ lớn rồi còn công tác comment sao chị cái dòng đó, đó, gọi là nó không có được những cái sự hỗ trợ là cái đó yếu tố đầu tiên cái thứ thứ hai là cổ phiếu nó mà nó vừa mới bứt thoát mà cái độ bứt thoát của nó đó nó không có thanh thoát và nó không đi kèm với những cái yếu tố dòng tiền á thì sao chị thì cổ phiếu nó vẫn sẽ có những cái nhịp độ hồi phục lên nhưng mà thường nó sẽ để mà nó vào một cái nhịp mới thì nó sẽ mất thời gian anh chị lưu ý à nó là luôn những cái nhịp hỗ độ hồi phục đầu tiên luôn là cái nhịp để cho anh chị mình có thể mình hạ tỷ trọng và cái việc nếu mà nắm bắt thì bắt buộc phải nắm bắt ở những cái nhịp gọi là cái nhịp chiết khấu và những cái nhịp điều chỉnh giảm chứ không nên là khi mà ngày mai nó hồi phục lên gần kháng cự rồi á, mà anh chị mình mua vào cái áp lực của anh chị mình nó sẽ lớn khi mà cái lượng hàng về anh chị lưu ý ha tiếp anh tương tự như thế này nhưng mà bắt đầu cái biên độ lỏng đấy anh chị mình sao cái rất là cạn kiệt về, về, volume mà nó vẫn duy trì được vụ trần giá 23 nó giá tích lũy thêm một vài phiên nữa nó sẽ có một cái điểm đánh tiếp phía sau anh chị mình có thể mình lưu ý tới đây là một trong số ít ỏi những cái mã cổ phiếu nó vẫn còn giữ được những cái vùng nền trên anh chị lưu ý ha à, đó là nhóm ngành ngân hàng hay là VPBank tương tự như thế này bắt đầu kiệt trần volume này nó thiếu đi một cái phiên mở biên lên tại à, khi nào mở biên lên thì mình đánh cho những nhịp độ sau thì con này nó đã có một cái thế đánh rồi này bắt đầu nó đi ngang nó tạo ra một cái giai đoạn gọi là nó hấp thụ rất là thanh khoản nó càng kiệt dần đây là chính là những cái tín hiệu tốt nhưng mà anh chị mình đã chờ đợi một cái tín hiệu dòng tiền vào để mà nó mở biên á anh chị mình đánh trong nhịp sau á là nó sẽ tốt hơn anh chị lưu ý ha nhóm ngành ngân hàng một vài cổ mã cổ phiếu rồi tiếp theo qua những cái trạng thái khác của nhóm ngành khu nghiệp đầu tư công thì anh chị mình sẽ thấy con C4G này cứ dòng tiền vào anh chị mình sẽ thấy cái độ hồi phục của nó nó tốt hơn khi mà nó về lại nền hỗ trợ này tới hôm trước tham gia từ phiên này hàng về nhìn trong nhìn, nhìn chung hiện tại đang hồi vốn đúng không à? ạ thì những con này em mong đánh giá nó sẽ có những cái khả năng hồi phục lên đấy những cái nhịp hồi phục lên phía sau anh chị lưu ý ha đấy cũng là một trong những cái mã cổ phiếu tâm điểm của nhóm ngành khu nghiệp tuy nhiên là anh chị mình sẽ thấy nhóm ngành khu nghiệp á nó đang trong một cái biên độ gọi là nó chân lại một cái đà giảm thôi nó chưa có một cái dấu hiệu để mà nó có một cái yếu tố dòng tiền vào nên là thường những cái con này nó phải bắt buộc nó phải có dòng tiền vào và đối với những cái hiệu ứng ngược như thế thì đánh giá đó có thể là khi mà cái báo nó phải chờ đợi một cái báo cáo kết quả kinh doanh nó ra thì lúc đó nó mới có những cái sự phản ứng đó gọi là nó cái những cái sự phản ứng giá thì lúc đó là cái xu hướng nó mới được thiết lập được anh chị lưu ý ha và ngày hôm nay bắt đầu cái thanh khoản nó cạn thì đấy là một cái trạng thái tốt trong một cái nhịp độ gọi là nó ngừng nó ngừng những cái biên rơi anh chị lưu ý ha thì kỳ vọng cho những cái cái cổ phiếu nó bắt đầu cân bằng thêm hai đến ba đến năm phiên tới dòng tiền mồi vào đấy thì lúc đó là những cái hiệu ứng phía sau anh chị mà đánh được ha tương tự như thế là LCG này rất là cạn kiệt volume này Đó chính là những cái tín hiệu tốt đối với cổ phiếu à, bắt đầu cân bằng này khi nào dòng tiền mở biên lên vượt giá 10 12 năm với cái độ thanh cái với cái thành khoản đâu đó là rơi vào khoảng 15 đến 20 triệu cổ phiếu chị mình đánh nhịp sau có nghĩa là nó đã dùng xong anh chị lưu ý ha à, và anh chị mình sẽ thấy cái vấn đề á các cổ phiếu các dòng nào mà nó trình trước á bắt đầu nó chuẩn mà dòng chưa trình á thì giống như là bất động sản thì bắt đầu nó vừa mới chơi và và nó bắt đầu nó vừa mới biên rơi đúng không à? ạ hay là con VCG tương tự như thế này đó, về là cần cần cái vùng nền biên dưới nó có được những yếu tố nó nó áp lực bán nó hạ nhiệt dần nhưng mà nó không nói cái lên cái vấn đề gì tại vì cái bản chất cái dòng tiền nó chưa có vào đúng ạ à, cái nào cái quan trọng nhất đối với một cái mà cổ phiếu mà muốn đánh lên á bắt buộc nó phải có một cái yếu tố dòng tiền anh chị lưu ý ha thì nhìn chung là nó chân lại biên rơi đó chính là những cái điều kiện cần rồi cái điều kiện đủ chính là một cái phiên mở biên dòng tiền lúc đó là những cái nó sẽ có một cái nhịp đánh phía sau đối với nhóm ngành đầu tư công ha tiếp theo là những cái trạng thái nhóm ngành dầu khí thế, tương tự như thế BR này chị mình sẽ thấy áp lực bán nó không có nhiều đâu đấy thì những con này sao chị hồi nó sẽ nhanh nhất Nên là có hàng chị mình cứ tiếp tục mình cầm nắm đi dòng tiền vào áp lực bán như thế này thì có gì đâu mà xấu mà chị mình cứ gọi là mình không mang đúng không à? ạ đấy nó là những con này về hỗ trợ này khả năng nó sẽ có một nhịp ra test lên trở lại vùng giá 17 17.5 tiếp theo anh chị là có hàng mình cứ tiếp tục mình cầm nắm à vvc tương tự như thế này Đấy, BVC nó sẽ có những cái nhịp nó test về lại giá 16.5 đó anh chị có hàng vẫn cứ nắm hay là BVD tương tự như thế tuy nhiên BVD thì nó có một cái yếu tố nó tiêu cực hơn chính là cái việc mà cái thành còn bán nó cổ phiếu nó tương đối lớn nên là nếu mà trường hợp nó thùng quan giá 20 á em đánh giá anh chị mình nên quản trị để mà chờ đợi những cái nhịp sau ha tương tự như thế BVS tương tự như thế này áp lực bán nó không có nhiều, có nghĩa là cái cơ bản đối với một cái mạng cổ phiếu nó vẫn đang đi trong một cái nhịp độ tích lũy đối với cổ phiếu này. Và khi nào con này vượt giá 28 nó sẽ vào một cái sóng cực kỳ lớn đối với cổ phiếu A. À, làm bằng đánh giá những cái vùng này là những cái vùng mà nó cũng sẽ có những sự chuyển biến theo đối với thị trường. Nhưng mà chị mình sẽ thấy cái vấn đề đối với nó khác biệt so với những cái nhịp trước á, là nhịp trước thì chị mình sẽ thấy những cái phiên bán nó tương đối lớn, nhưng mà cái phiên này chị mình sẽ thấy cái áp lực cung hàng nó không còn nhiều nữa. Có nghĩa là nó đã rung dỗ qua những cái nhịp độ điều chỉnh dần đối với cổ phiếu rồi anh nó đang chờ đợi một cái pha setup cho những cái nhịp độ sau anh nó làm đánh giá những cái con này nó không có yếu tố gì tiêu cực đâu anh tại vì cái bán trắng, bản chất là cổ phiếu nó không có xuất hiện áp lực bán lớn anh chị lưu ý ha à, đó là nhóm ngành dầu khí và tiếp theo qua những cái nhóm ngành riêng lẻ khác giống như là con uh, nhóm ngành uh, bán lẻ này đó, FRT này anh chị thông bùng nổ lên cổ phiếu đi nền này nó tương tự như những, những cái nhịp này này đấy có cập nhật với anh chị mình có nghĩa là bùng nổ lên này sau đó điều chỉnh về đi nền này bùng nổ lên này điều chỉnh về đi nền này bùng nổ lên này, nó tương tự như thế cái cách đánh cổ phiếu đó là gọi là hồi trước giờ, đó trước giờ cái cách đánh cổ phiếu nó là như thế, đúng không ạ? có nghĩa là bùng nổ lên một phiên này, sau đó đi ngang này, bùng nổ lên tiếp này, đi ngang này, bùng nổ lên tiếp này, đó, đi ngang này, đó, thì nhìn chung là cái cái thế đánh cổ phiếu hồi trước giờ, mà anh chị mình sẽ thấy cái vấn đề đối với cổ phiếu á là nó đang trong một cái nhịp tạo đáy đi lên đấy nó là nhìn chung là nó vẫn giữ được những cái vùng nền gọi là tích lũy như thế này mình nhớ là tương đối tốt và bắt đầu cái thành công này càng kia thì kỳ vọng cho một cái nhịp độ hồi phục phía sau có nghĩa là mình chỉ kỳ vọng cho một cái cái nhịp hồi thôi chứ chưa phải là một cái con sóng anh chị phải lưu ý về cái vấn đề này ha đó là một cái vài cái mã cổ phiếu và những cái dòng tiêu bạc uh, tiêu điểm nổi tâm điểm và nổi bật đối với thị trường của chúng ta anh chị lưu ý ha và những cái mốc mà anh chị mình cần chú ý tới nếu mà trường hợp hồi nhanh lên vùng giá một nghìn sáu đây là những cái vùng mà anh chị mình can anh chị mình cơ cấu những cái mã cổ phiếu ra sót là cái danh mục của anh chị mình những cái mã cổ phiếu nào vừa mới tạo biên rơi với một cái thanh còn lớn thì đó sẽ là những cái thời điểm anh chị mình can anh chị mình hạ ra để mà mình chuẩn bị cho những cái mã cổ phiếu mà nó thuộc dạng gọi là nó chống lại thị trường có nghĩa là nó đi ngược lại xu thế của thị trường nó dự giá được so với thị trường nó có những cái hiệu ứng ngược đối với thị trường cho những cái nhịp độ tiếp theo ha còn trường hợp mà thị trường của chúng ta đã test không thành công nó rơi về lại vùng 1040 á nó sẽ là những cái vùng giá chiết khấu để cho anh chị mình có thể mình nắm bắt đấy nên là với những cái thế như thế này thì mình đánh giá khả năng trong cái phiên ngày mai nó sẽ nhanh chóng nó quay trở lại vùng giá 1, 1060 thôi đấy test tốt hay không thì sẽ phụ thuộc vào cái cái cung cầu quanh cái ngưỡng này về thì mình sẽ quan sát để mà em cập nhật với anh chị mình trong phiên ha thì nếu mà anh chị mình thấy hay, đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà làm ra những video tiếp theo. Nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất, nó sâu sắc nhất trong phiên ha. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin kính chào anh chị mình. Hẹn anh chị mình vào video lần sau.